Xin chào tất cả bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Hiện tại chúng ta đang có mặt trong phòng giảm béo của viện thẩm mỹ của Zine. Và trước mặt chúng ta đây là chị Hoàng Nga đang sử dụng dịch vụ giảm béo Extra Slim Lipo. Và xin mời các bạn lại gần để có thể thấy được cái hiệu quả của quá trình chị sử dụng dịch vụ nhé. Chị Nga em chào chị ạ. Ừ, chị chào em. Chị ơi, không biết là hôm nay là buổi thứ mấy mình sử dụng dịch vụ này rồi chị nhỉ? Đây chị làm buổi thứ tư em ạ. Dạ vâng, thì không biết là vì lý do gì mà mình lại quyết định là sử dụng công nghệ giảm béo Extra Slim Lipo và viện thẩm mỹ của Zine ạ? Tại vì là lần trước là chị trưởng khá là to ấy. Dạ. Còn cái việc là sau khi sinh thì ăn uống tầm bổ nhiều nên thành ra là cái cân nặng của cái vòng 2 của chị nó quá khổ. Cộng với việc là cái mỡ của chị nó cứ chảy xệ từ phía dưới ấy. Dạ vâng. Quần áo và nó rất là mất thẩm mỹ rồi. Nó chẳng tự tin thế nào nên chị mới quyết định là đi giảm mỡ. Dạ vâng, thế khi mà đang sử dụng dịch vụ giảm béo vào bên em thì chị cảm thấy có cảm thấy khó chịu hay là không thoải mái gì không ạ? Không, chị thấy bình thường khá là thoải mái mà. Chị Nga thì em thấy là bây giờ bụng của mình nó đã thon gọn và săn chắc hơn rất là nhiều đấy. Nhưng mà để các bạn khán giả hình dung được rõ hơn cái sự thay đổi của mình thì em xin phép các bạn nhìn lại hình ảnh lúc trước của mình chị nhé. Ừ, nhìn xong rồi lát xóa đi chị. Dạ vâng, bây giờ mình đẹp rồi, mình không phải lo đâu chị ạ. Các bạn có thể nhìn lại cái hình ảnh lúc trước của chị Nga nhé. Các bạn có thể thấy này, với cái tình trạng này chị Nga lúc trước thì phần bụng tập trung rất là nhiều mỡ, đặc biệt là phần bụng trước và bụng dưới, cái phần mỡ nó chảy xệ, nó xếp thành ngấn mỡ, nhìn rất là mất thẩm mỹ. Đặc biệt là khi thăm khám thì các bạn sẽ thấy là cái tình trạng mỡ này là mỡ lỏng, rất khó để đào thải với những cái phương pháp tập luyện thông thường. Tuy nhiên là với Extra Slim Lipo thì bây giờ các bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt hoàn toàn rõ rệt của chị này. Đó, các bạn có thể nhìn gần hơn một chút. Đó, các bạn sẽ thấy rằng chị đã bắt đầu xuất hiện hai cái hõm nhau hai bên rất là gợi cảm rồi. Chưa kể là phần mỡ ở bụng trước và bụng dưới của chị đã được tiêu bớt và bây giờ nó đã có sự săn chắc đàn hồi rất là nhiều rồi, rất là đẹp rồi chị Nga. Dạ vâng. Chị ơi, thì không biết là mình về nhà thì mình có cảm thấy cơ thể mình nó thay đổi nhiều không chị? Ừ, chị thấy thay đổi tương đối mà cũng khá là ok đấy. Dạ vâng. Áo thì mặc nhìn nó eo thon hơn, tự tin hơn. Dạ vâng, chị ơi thì về phương pháp này nhá thì các bạn sẽ sử dụng cùng lúc rất nhiều công nghệ từ đánh giảm, từ sử dụng sóng siêu âm để hóa làm mỡ này, tiếp đến là sử dụng ánh sáng tia hồng ngoại để giúp đào thải công nghệ mỡ là nhanh hơn. Thì về nhà mình giúp em thêm một việc nữa là mình sẽ ăn thêm nhiều rau xanh, có uống nhiều nước để cho cái quá trình đào thải nó diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn nữa chị nhá. Dạ vâng, các bạn thân mến, nếu như các bạn cũng đang gặp phải tình trạng giống như chị Nga trước đây là gặp rất nhiều phần mỡ thừa ở phần bụng thì có thể liên hệ ngay với viện thẩm mỹ quốc tế Zine theo số hotline 0829458888 để được tư vấn cái phương pháp giảm béo an toàn và hiệu quả nhất hiện nay nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong một livestream khác. Chị Nga, cảm ơn chị ạ. Chị chào em.